Cá mực hầm mật là bộ phim ngôn tình chuyển thể từng khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ năm 2018 với sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên Lý Hiện và Dương Tử trong vai Gun Thần Hàn Thương Ngôn và Cá mực nhỏ Đồng Niên. Sau sự thành công của bộ phim, mới đây, phần 2 được mang tên Thân Ái Chí Ái đã chính thức được trình làng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ. Phần 2 của Cá mực hầm mật xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào, dễ thương của Ngô Bạch và Ngải Tinh do Hồ Nhất Thiên và Lý Nhất Đồng đảm nhận vai chính. Bên cạnh hai nhân vật chính, những vai diễn phụ như 97, Châu Nhất hay Ngải Tĩnh cũng rất được cộng đồng mạng yêu thích. Đặc biệt phải kể đến anh chàng là Lôi Boy Vương An Vũ trong vai Thẩm Triết, nhân vật đã làm chào đảo hội chị em phụ nữ bởi độ đẹp trai, khuôn ngầu và đẳng cấp tán gái cứ phải gọi là thượng thừa. Với câu chuyện tình yêu hài hước và táo bạo của cặp chị em Thẩm Triết và Ngải Tĩnh, cộng đồng mạng đang kêu gào đòi sản xuất tiếp phần 3 của Cá mực hầm mật, viết tiếp câu chuyện dễ thương của cả hai. Đồng thời, mơ ước về một siêu đám cưới của cặp đôi lầy lội này cũng liên tục được fan hò reo. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.